mà làm. Dương của ta đây. Chuyện gì xảy ra? Ủa, con dạ? Làm gì ngồi đây vậy? Thì con qua nhà tí chơi. Dạ, tại cha thằng Tý nó đuổi con về rồi. Chắc cha nó có việc bận nên kêu con về đó. Nè, con đi rửa tay rửa chân đi. Chúc cha về thấy cha la đó. Dạ. Ủa, ba mẹ ơi mẹ. Mẹ, sao nhà thằng Tý nó giàu quá vậy mẹ? Ai nói với con vậy? Dạ, tại vì hồi nãy á, lúc cha nó đuổi con về, con với thằng Tý núp ở ngoài kẹt cửa nhìn vô, thấy cha nó đưa cho tay nhiều vàng lắm mẹ, một tay nãy bự như nè. Sao con biết đó là vàng? Dạ, tại thằng Tý nó nói với con là nhà nó có nhiều vàng lắm à. Thôi, con đi rửa tay nhanh đi, cha về thấy cha la đó. Dạ. À, cha về. Đi đi con. Uống nước đi mình. À, hồi nãy tôi về trước cổng á, tôi có nghe thằng Đạt nó nói cái gì mà nhà ai giàu nhiều vàng vậy? Thì nhà ông Sủ, cha thằng Tý. Thằng Tý nó khoe nhà nó có nhiều vàng lắm. Nhà nó buôn trầm mà, có nhiều vàng, giàu có là đúng rồi. Em nghe nói tìm trầm khó lắm, nhiều người phải bỏ mạng trong rừng sâu á. Đã như vậy mà sẽ có nhiều người đổ xô đi tìm. Thì ai tìm được trầm á là giàu to. Phải chấp nhận mạo hiểm một chút chứ. Giống như nhà cha Sủ cũng vậy, chỉ mua lại của mấy tay phu trầm thôi mà còn giàu có cỡ đó mà. Mạo hiểm cái mạng của mình để đổi lấy vàng á hay lấy tiền á, em không chịu đâu. Thà nghèo vậy còn hơn. À, thôi em ra bìa rừng thấy ít nấm. Hôm qua đi ngang thấy có nhiều nấm lắm. Em đi nha mình. Dạ, có ai ở nhà không? Có chủ nhà ở nhà không? Ai vậy? Ai vậy? Ai kiếm chủ nhà? Dạ dạ, em phải ăn trộm. Dạ. Núp núp lo, ăn trộm phải không? Dạ dạ, không phải ăn trộm, tôi không phải ăn trộm. Ai? Tìm ai? Dạ. Tôi là Tư Hợi. Vô, mừng anh em mình hội ngộ. Dạ. Hỏi thiệt nha, mấy năm nay chú Tư chú lập nghiệp ở đâu vậy? À, cũng không nói dấu gì anh. À, khi mà tôi bỏ cái làng mà tôi đi á, tôi đi tìm việc làm, đi hoài đi mãi cũng không biết đâu. Nhưng mà cũng may lắm, tôi có cái duyên cơ nên tôi đi tu luôn. Hả? Bỏ xứ này đi tự nhiên đi tu? Đi tu. Là sao? Mời tới đây nè. Dạ. Dùng đi. Anh em cứ nhâm nhi rồi từ từ hàng nguyên tâm sự. Chị lúc nào chu đáo như ngày xưa vậy đó. Nói thiệt nha, chú là hàng xóm thân thiết của vợ chồng tôi. Lúc chú đi á, vợ chồng tôi buồn lung dữ lắm. Bây giờ chú làm sao rồi? Có vợ con gì chưa? Dạ thưa chị, em chưa có vợ. À, lúc trước á, em nghèo sao bây giờ cũng nghèo như vậy à. Nên nghèo quá không dám nghĩ tới vợ con. À, hôm nay trở về đây gặp gia đình anh chị á, em vui lắm rồi. Mà cuộc sống anh chị sao rồi? Vợ chồng tôi cũng làm lụng lung dữ lắm mới được vậy nè. À, nào nuôi gà nuôi vịt rồi ảnh phải lên rẫy rồi trồng khoai trồng bắp đủ thứ luôn á. À, 60 năm mà mới trở về đây. À, em thấy cái xứ mình á thay đổi nhiều quá, em cũng mừng. À, có nhiều gia đình khấm khá anh chị ha, cuộc sống ổn định ha. Bà con mình vẫn vậy thôi, chỉ có một số gia đình nó giàu lên là nhờ
Ê, chết, em quên. Em phải ra làm sao đút cơm cho thằng Đạt nữa. Hai anh em cứ ngồi tâm sự tiếp đi nha. Dạ. Nè, trở về cái vụ hồi nãy, nói cho tôi nghe tại sao rồi chú đi tu. Dạ, tôi kể cho anh Điền nghe ha. Tình cờ tôi gặp sư phụ, sư phụ cho theo đi tu luôn. Bởi vì 6 năm nay tôi cứ ngồi chỗ tu à. Bây giờ được lên núi á, tôi ghé thăm anh chị liền đó. Nhưng mà chú tự lên núi làm cái gì? Để tìm Trầm. Ngộ rồi nha. Đi tu tìm Trầm chi? Phải tìm Trầm á thì lời cầu nguyện của mình á mới trở thành sự thật được. Nói vậy chú sắp giàu có rồi đúng không? Chú ước gì được nấy, là chú muốn giàu là giàu, muốn có nhiều vàng là muốn nhiều vàng, đúng không? Anh Điền biết không, không chỉ giàu sang quý đâu, mà còn trường sanh bất tử nữa. Thôi, chúc mừng chú nha. Công nhận nha, chỉ mới có mấy năm, chú trở thành một con người hoàn toàn khác luôn á. Thấy vậy á, anh Điền biết không, tôi phải tu luyện nhiều năm cực khổ lắm mới được thành quả như ngày hôm nay á. Bây giờ chỉ cần lên núi tìm Trầm được á, mới là tu luyện thành công. Nhưng mà tôi thắc mắc một điều nè, núi rừng thì bạc ngàn, trùng trùng điệp điệp, làm sao mình tìm được Trầm? Muốn tìm được Trầm á, thì mình phải ngậm ngãi. Ngậm ngãi hả? Sao dễ dàng như vậy? Anh coi nha. Đây nè, tôi cho anh Điền xem nè. Đây là có ngãi, tôi tu bao nhiêu năm á mới thành được đó. Chỉ cần ngậm một tí xíu ngãi thôi, anh vô rừng sâu á, anh không sợ gì hết. Anh không sợ hùm beo rắn rết gì á, thậm chí không cần ăn luôn. Mà còn được cái chư tiên á phù hộ cho mình á, tìm được Trầm nữa. Công nhận chú giỏi thiệt á, đã luyện được ngải để đi tìm Trầm luôn. Tôi nói thiệt với chú nha, chỉ cần tôi có cái gói ngải này thôi, tôi sẽ đi lên rừng tôi tìm Trầm, tôi lấy Trầm về tôi bán cho mấy cái người mà mua Trầm á, đảm bảo tôi sẽ giàu sang phú quý liền. Nè, tôi nói cho anh nghe, cái gì cũng có cái lợi cái hại. Đúng là gói ngải này giúp mình tìm được Trầm, nhưng mà đó mình phải biết sử dụng đúng, còn không á chính nó sẽ hại mình đó. Có chuyện đó nữa hả? Có chứ. Chắc là hắn sợ mình biết nên mới làm bộ nói vậy. Nè, mai mốt á mà chú có vinh hoa phú quý là phải nhớ tới vợ chồng tôi à nghe. Dĩ nhiên rồi, tôi có ai đâu, chỉ có hai vợ chồng anh chị á là người thân thích với tôi thôi. Đẹp, con làm gì quăng cờ tứ tung vậy? Dạ, con đang tìm con mã. Trời ơi, con nhỏ xíu mà quýnh cờ hả? Mà có tiền của gì? Dạ, không có, con đang tìm con mã. À, đây nè chú. Con mã này nè. Ủa, cái này là con tốt mà. Mà con tìm làm gì? Dạ, con này đẹp lắm, trong bóng tối nó phát sáng đó chú. Ủa? Con đem đi khoe với mấy bạn. Vậy hả? Đâu, đưa chú xem coi. Đẹp thật á, lần đầu tiên chú mới thấy á, một quân cờ đẹp như vậy á. Dạ. Con tốt này á, được làm bằng ngọc bích của gia bảo của nhà tôi đó chú, không có tì vết nào đâu. Anh Điền à, cái quân cờ này đẹp thiệt á, đúng là ngọc bích á. Ủa, anh có nguyên bộ cờ bằng ngọc bích hay sao? Có, tất cả bộ cờ này á, các con cờ á, đều làm bằng ngà voi. Nhưng chỉ riêng con tốt này được làm bằng ngọc bích thôi. Gom hết con cờ, đem vô bỏ vô hộp, cất vô đàng hoàng cho cha. Dạ. Đúng à, của gia bảo á thật là quý giá. Tôi ước gì á được cái quân cờ bằng ngọc bích này á, tôi dâng cho lão tổ để đền đáp công ơn á người dạy tôi tu luyện. Không có cái thứ hai đâu chú ơi. Ủa, tôi nhớ lúc trước á nhà anh đâu có bộ cờ này. Nói thiệt với chú Hợi nha, của tiền nhân mới trao lại cho tôi đó. Dạ. Bây giờ vậy đi, tôi với chú đánh một ván cờ, tôi nhường cho chú chọn quân cờ màu ngọc bích, coi chú có thắng được tôi hay không nha. Vô lấy bàn cờ cho cha. Dạ. Yeah.
Minh. Minh tìm gì vậy? Cùng thiệt luôn á. Mình tìm cái gì vậy? Tôi tìm cái quân cờ mà còn bích. Hôm qua tôi vẫn còn chơi cờ với lại chú Hợi mà. Hôm nay tự nhiên tìm hoài không thấy. Mình tìm kỹ chưa? Tôi đã tìm kỹ lại rồi. Không lẽ... Ủa? Mà mình có thấy chú Hợi đi đâu không? Chú Hợi đi đâu em cũng không biết nữa. Chú nói đi ra ngoài chút xíu. Mà chú Hợi có nói là chừng nào chú Hợi lên núi không? Dạ chú Hợi nói sáng mai lên. Hôm qua chú Hợi nói với mình rồi bộ mình quên hả? À, tôi quên. Không lẽ... Mình, sao mình cứ nói không lẽ hoài vậy? Nè, mình đừng có nói mình nghi chú Hợi lấy nghe chưa? Thì tại vì trùng hợp quá, tôi không nghi sao được. Trùng hợp cái gì? Người ta tu hành rồi, không phạm tội trộm cắp đâu mình. Thôi được rồi, mình cứ đi nấu cơm đi, để tôi tìm kỹ lại coi. Mình, tìm kỹ là đi, đừng có nghi ngờ này nọ mất tình cảm lắm á. Biết rồi. Ủa chú Tư. À chị. Chia tay bà con xong hết rồi hả? Dạ em chỉ đi mấy cái nhà lân cận đi thôi. Ủa hôm nay nhà mình có khách à? Sao chị làm nhiều món vậy? Khách nào đâu. Anh với chị làm ít đồ để chia tay chú. Lần này chú đi không biết chuyện nào mới quay về. Dạ đúng rồi. Cái nghề của em không biết trước được. Mấy hôm nay ở nhà anh chị tiếp đón nồng hậu quá. Chắc em không thể nào quên được. Có gì đâu. Kìa anh Điền về rồi. À, anh em ngồi chơi đi nha. À, cảm ơn chị. Ngày mai là chú đi rồi cho nên á là tôi đi tìm một bình rượu thật là ngon để đãi chú đó. Không không, ngày mai em đi sớm lắm không uống rượu đâu. Không có sao đâu, uống vài chung mà. Ngày mai á là anh em mình chia tay nhau rồi. Mệt. Ngon thiệt á, làm ly nữa đi. Ăn đi chú. Đây. Dạ. Cảm ơn anh. Đây. Ôi. Em muốn làm một chung nữa đi có sao đâu. Đây. Vô. Dạ. Mình dạ. Chia tay á không biết bao giờ mới gặp lại mà. Dạ. Ừ. Em uống thì thôi nha, không uống đâu nha. Rồi. Dạ. Mai em đi sớm á. Dạ. Vô. Thôi. Này. Em không uống ở đâu anh Điền ơi? Vô. Vô. Mình uống chia tay chứ. Mình sẽ ngậm ngại. Mình sẽ đi tìm Trầm.
chắc chắn mình sẽ giàu to. Chị vị thần tiên sẽ hỗ trợ cho mình. Mình chắc chắn sẽ tìm được Trầm. Sao rồi con? Con đi tìm hết chỗ rồi mà vẫn không thấy cha đâu hết trơn mẹ. Mấy cái chỗ mà kêu con đi tìm cha, con đã tìm chưa? Con tới rồi nhưng mà cũng không thấy. Sao kỳ vậy ta? Tối qua cha con nhậu với chú Tư, bây giờ trưa trật, chú Tư còn chưa tỉnh. Cha con đi đâu con không biết nữa. Thiếm Điền ơi! Dạ, dạ. Thiếm Điền! Con này Thiếm. Ôi trời ơi! Hồi nãy á, tôi nghe hình như là thằng Đẹt á, nó đi tìm cha nó phải không? Dạ đúng rồi, anh đi đâu mà con không biết. Tiền bà rẫy cũng không có nữa bà. Trời ơi, chú đi từ hồi sáng sớm rồi mà tôi thấy đi có vẻ gấp lắm. Anh đi từ sáng sớm? Ừ. Bà gặp chồng con hả? Ừ. Dạ, gặp đâu vậy bà? Trời ơi, sáng nào á tôi không đi lên rừng hái thuốc sớm, tôi thấy á chú đi lên núi mà hả, tôi chào chú, chú đi gấp lắm, chú không có thèm nhìn tới tôi nữa mà. Đi lên núi? Ừ. Bà thấy chồng con có đem theo cái gì không vậy? Chỉ có cái tay nải nhỏ thôi. Mà chú đi á hả, có vẻ gấp gáp dữ lắm. Chồng con đi lên núi, anh lên núi làm gì vậy ta? À, chú Tân Hợi. Chú Tư, chú Tư, chú Tư. Đẹp. Chú Tư, chú Tư, chú Tư dậy con. Chú Tư ơi. Chú Tư tỉnh lại chú Tư. Chú Tư. Trời, chú Tư ơi, sao mà chú lại nằm ngủ mê man như vậy vậy? Chú Tư, tỉnh lại chú Tư. Chú Tư ơi. Ôi, đau đầu quá. Mày quá, chú tỉnh rồi. À, sao người tôi nóng quá vậy nè? À. Chú có sao không chú? Sao vậy? Sao tự nhiên mấy người nhìn tôi dữ vậy? Trời ơi, chú nằm mê man. Tôi gọi hoài chú mới chịu dậy đó. Chú thấy sao hả chú? À, tôi nhớ tối hôm qua đó, tôi uống rượu đâu có nhiều đâu mà. Mà sao tôi ngủ mê man vậy ta? Người tôi lại nóng bừng bừng lên nè, đau đầu nữa. À, thôi trưa rồi, tôi phải lên rừng, không mà trễ đó. Khoan khoan khoan, chú cho tôi hỏi đi. Anh nhà có nói với chú là anh đi đâu không? Ủa, tại anh vì... có nói gì đâu. Mà anh đi đâu vậy? Tôi cũng không biết anh đi đâu nữa. Mà bà Lan nói thấy anh đi lên núi từ sáng sớm lận. Lên núi? Ừ. Lên núi làm gì? Trời ơi, tôi không biết nữa. À. Gì vậy chú? Chú tìm gì vậy? Hả? Mất tiêu rồi. Mất được rồi. Mất cái gì? Chỉ có anh Điền mới lấy thôi. Hèn chi anh bỏ thuốc vào rượu, anh kêu tôi uống, tôi ngủ mê man luôn vậy đó. Anh Điền lấy chứ không ai lấy hết đó. Cái gì? Hả chú? Mất cái gì vậy chú? Chỉ có anh Điền mới biết tôi có con ngại đã tu luyện. Anh lấy cắp con ngại của tôi, anh lên rừng anh tìm Trầm. Anh đi tìm Trầm? Đường lên núi là đường tắt vô rừng sau. Tôi nói cho anh biết, tôi không ngờ anh giả tâm như vậy à. Tại sao anh lại đi tìm Trầm như vậy chứ? Đâu, 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 đâu. Chú tìm kỹ lại coi. Chứ cái gói ngải chú Điền chú lấy làm cái gì? Tôi nói cho mấy người biết á, gói ngải giúp anh Điền tìm được Trầm. Nhưng mà ngược lại á, không biết dùng ngải á, chính ngải xài anh Điền. Nguy lắm rồi, tôi phải đi tìm anh Điền. Đúng rồi, đúng rồi. Ê trời ơi. Ê, cái gì vậy? Tại sao con có con cờ của cha? Dạ, con muộn đem cho tụi thằng Tý xem. Trời ơi, chỉ vì con cờ này mà cha con sanh lòng nghi kỵ. Trời ơi, nguy rồi, phải đi tìm cha con nhanh lên. Sợ luôn á, rất là linh nghiệm. Chỉ cần một miếng bỏ vô miệng, còn bao nhiêu mình bỏ trong đây. Nghĩ coi,
đi mấy ngày đường không ăn không uống vậy mà mình vẫn khỏe ru. Thằng Hợi này nó cũng giỏi thiệt chứ. Khu rừng này á rất là nguy hiểm, anh đi về đi chứ không là đem xuống có một mình á nguy hiểm lắm đó. Đúng rồi, khu rừng này nguy hiểm lắm á. À, tôi đang chờ bạn tôi ở ngoài kia, chắc bạn tôi cũng gần tới rồi. Mấy anh đi tìm Trầm đúng không? Hướng này không có đâu. Ủa, ừ, sao mấy ông biết tôi đi tìm Trầm? Thì cũng nhiều người vô đây tìm Trầm rồi, nhưng mà Trầm thì chả thấy đâu, chỉ thấy bỏ xác ở trong rừng sâu á. Vậy thôi, chúng ta đi về đi, thôi mặt trời xuống là lạc đường nữa. Không được. Tôi có ngại nè. Mà sao kỳ vậy ta? Không biết thằng Tư Hợi nó có gạt mình không? Nó ngậm ngại sẽ chắc chắn tìm được Trầm mà. Bao nhiêu ngày nay mà vẫn không tìm được Trầm. Là sao ta? Cố gắng một chút đi, biết đâu mình sẽ được giàu có. Xương rồi hả? Ghê quá. Mình có ngãi mà. Sợ gì? Beo cọp tao còn không sợ, huống chi ba cái bộ xương này. Mau về nhà đi anh Điền ơi. Anh Điền, trong rừng thi nước độc, nếu mà hết ngải á mà anh còn ở trong rừng, anh Điền ơi, anh sẽ vĩnh viễn không trở lại thành người được đâu. Anh Điền ơi, anh nghe tôi nói không anh Điền? Mi đừng có gạt ta, tính dụ ta ra để lấy lại ngải hả? Không có đâu. Bây giờ ngải này là của ta, coi như á ta đổi viên ngọc bích với ngươi. Tại mẹ mới gieo hạt nên nhìn trời có mưa không à? Sao chiều nào mẹ cũng ở đây nhìn hết vậy? Mẹ sao mà cha đi lâu quá vậy mẹ? Cha con đi làm ăn xa, vài bữa mới về. Mẹ cứ nói vài bữa hoài mà con có thấy đâu. Con nghe thằng Tý nó nói là cha con không có về nữa đâu. Thằng Tý biết gì mà nói vậy chứ? Con đừng có nghe nó nghe chưa? Thằng Tý nó nói là cha nó nói cha con đi vô rừng tìm Trầm bị chết mất xác rồi. Thằng Tý nó nói bậy á, con đừng có nghe nó nghe chưa? Thằng Tý nó đâu có nói đâu, là cha nó nói mà. Con đừng nghe thằng Tý nói vậy, không có vậy đâu nghe con. Cha nó nói là nhiều người chết lắm chứ không phải mình cha con đâu. Hãy đi lâu không về là chết trong rừng luôn á. Ngải đã hết mấy ngày nay rồi, bọn mình lạc ở trong rừng này, đi mỏi chân muốn chết luôn, rã rời cả người, mà tìm hoài không thấy đường ra,
làm sao đây? Sao tự nhiên người ngứa dữ vậy ta? Cái gì? Cái gì kỳ vậy nè? Sao lông lá nhiều vậy? Sao lông lá nhiều vậy? Ngứa quá! Ngứa quá! Kêu la sầm vậy? Mẹ, có cổng ngoài làng kìa, mọi người đang đuổi nó mẹ. Cái gì? Giờ này mà cọp vậy làng hả? Dạ. Con nói thiệt không vậy? Ôi trời ơi, Thím Điền ơi, Thím Điền. Dạ. Ôi trời ơi, cọp bây giờ nó đói dữ lắm mà sao mà nó vô làng mình nó kiếm mồi đó. Ôi trời đất ơi, tôi sợ quá đi Thím ơi. Chết rồi. Vậy đã đuổi nó đi được chưa vậy bà? Thì nghe đâu á là nó vô rừng mà không biết có hay là không. Chết rồi. Cọp vậy làng này. Con, vô nhà đừng có đi ra ngoài nghe chưa? Dạ. Nhưng mà có khi nào á nó sẽ quay lại không bà? Thì đó, bây giờ á mình cứ vô đóng cửa cho cẩn thận, chuồng gà chuồng vịt gì cũng phải khóa chặt cửa đi cái đã. Dạ dạ, con cảm ơn. Ôi trời ơi. Mình ơi, phải mình về không vậy mình? Mình ơi, phải mình về không? Đạt ơi, Đạt ơi, dậy đi con. Đạt, dậy, cha cũng về rồi. Đạt, dậy con. Cha cũng về rồi nè. Ủa, cha đâu vậy mẹ? Cha trong đó đó. Ủa đâu có luôn mẹ. Mình ơi, mình về phải không mình? Mẹ, mẹ, con còn đi mẹ. Mình ơi, phải mình không mẹ? Mẹ đừng đi theo con cọp, nguy hiểm lắm mẹ. Huệ, anh vừa chắc không về mẹ. Đó Mình ơi, mình không ơi, mình ơi mẹ. Mình ơi, đây là có ngải, tôi tu bao nhiêu năm á mới thành được đó. Chỉ cần nhậm một tí xíu ngải thôi, anh vô rừng sâu á, anh không sợ gì hết, anh không sợ hùm beo rắn rết gì, thậm chí không cần ăn luôn, mà còn được cái chư tiên á phù hộ cho mình á tìm được Trầm nữa. Anh đi tìm Trầm? Đường lên núi á là đường tắt của rừng sâu. Tôi nói cho anh biết, tôi không ngờ anh giả tâm như vậy à. Nếu mà hết ngải á, mà anh còn ở trong rừng,
Anh Điền ơi, anh sẽ vĩnh viễn không trở lại thành người được đâu. Sao lông lá gì vậy? Ngứa quá, ngứa quá. Thằng Tí nó nói là cha nó nói cha con đi yêu thằng Trầm bị chết mất sáng rồi. Thằng Tí nó nói bậy á, con đừng có nghe nó nghe chưa. Ôi trời ơi, Thím Điền ơi, Thím Điền. Dạ. Ôi trời ơi, cọp bao giờ nó đói dữ lắm mà sao mà nó vô làng mình nó kiếm mồi đó. Ôi trời đất ơi, tôi sợ quá đi Thím ơi. Đây là có ngải, tôi tu bao nhiêu năm mới thành được đó. Chỉ cần nhậm một tí xíu ngải thôi, anh vô rừng sâu á, anh không sợ gì hết. Anh không sợ hùm beo rắn rết gì, thậm chí không cần ăn luôn. Mà còn được cái chư tiên á phù hộ cho mình á, tìm được Trầm nữa. Anh đi tìm Trầm? Đường lên núi á, là đường tắt của rừng sâu. Tôi nói cho anh biết, tôi không ngờ anh giả tâm như vậy à. Nếu mà hết ngải á, mà anh còn ở trong rừng, anh Điền ơi, anh sẽ vĩnh viễn không trở lại thành người được đâu. Sao lông lá gì vậy? Ngứa quá, ngứa quá. Thằng Tí nó nói là cha nó nói cha con đi yêu thằng Trầm bị chết mất sáng rồi. Thằng Tí nó nói bậy á, con đừng có nghe nó nghe chưa. Ôi trời ơi, Thím Điền ơi, Thím Điền. Dạ. Ôi trời ơi, cọp bao giờ nó đói dữ lắm mà sao mà nó vô làng mình nó kiếm mồi đó. Ôi trời đất ơi, tôi sợ quá đi Thím ơi.